Xin chào các bạn Cung Thiên Bình. Đây là trải bài cho các bạn trong tuần 2 của tháng 6. Chúng ta sẽ xem là điều gì sẽ xảy ra với Thiên Bình trong khoảng thời gian này. Các bạn đang có một số những vấn đề liên quan đến tiền bạc và các bạn đang cần có một cái sự nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng. Mình thấy là các bạn đang cũng đang cảm thấy là các bạn đang rất là muốn cân bằng lại những vấn đề trong cuộc sống của các bạn ấy. Nên là các bạn đang tìm đến, có thể là các bạn sẽ cảm nhận được cái tình yêu nó đang rất là cuộn trào trong cái khoảng thời gian này, nó đang ở trong cái giai đoạn thăng hoa. Các bạn đang cảm thấy khá là mệt mỏi với mọi thứ đang diễn ra và các bạn đang cần recharge lại cái nguồn năng lượng của các bạn và các bạn đang cần phải thư giãn và nghỉ ngơi về mặt tâm trí. Mình hy vọng là các bạn Cung Thiên Bình sẽ tìm lại được sự yên bình, sự cân bằng lại được trong thời gian này. Có nhiều chuyện mà nó khiến cho bạn phải suy nghĩ mệt mỏi và có thể là các bạn đang gặp một số những vấn đề liên quan đến gia đình và người thân. Có thể là họ sẽ khiến cho bạn phải suy nghĩ khá là nhiều. Cảm giác như cuộc đời của Thiên Bình chưa bao giờ được bình yên cả. Lúc nào cũng có những vấn đề, lúc nào cũng có những sóng gió. Các bạn đang ở trong một cái giai đoạn mới và các bạn sẽ buông bỏ những cái điều cũ để các bạn tiến lên phía trước. Có thể là các bạn thức tỉnh ra được một cái điều gì đó, nó không còn là quan trọng với mình nữa và các bạn cũng sẽ thay đổi nó. Ở đây thì mình thấy là tình cảm của các bạn rất là tốt. Có thể là các bạn cảm thấy rằng là bản thân mình đang ở trong một cái giai đoạn thăng hoa của tình cảm và các bạn tìm được một cái tình yêu thực sự và giữa hai bạn có cái nguồn năng lượng hợp nhau về mọi mặt ấy. Và bạn cũng sẽ có cái khoảng thời gian để bạn đang tích lũy được một số những cái vấn đề có thể liên quan đến tài chính, liên quan đến nhà cửa và các bạn sẽ dự tính nó rất là xa đến tương lai để có thể xây đắp nên một cái hạnh phúc. Bạn đang tiến dần đến cái chuyện là bạn nghĩ về cái vấn đề hôn nhân, bạn đang nghĩ về cái vấn đề là có thể là mình sẽ xây dựng một cái cơ ngơi nào đó để mình có thể ổn định được gia đình của mình. Trong mối quan hệ này thì hai bạn đang rất là hấp dẫn nhau về mặt thể xác. Tuy nhiên thì lại có một cái sự giả dối nào đó nó đang tồn tại ở trong cái mối quan hệ này, có thể là nó đến từ phía người kia. Và giữa hai bạn thì xảy ra những cái vấn đề, có thể là các bạn cảm thấy rằng là các bạn đang không dành cho nhau, không phải là cái nửa phù hợp để dành cho nhau ấy. Và ở đây thì bạn nên nhìn nhận lại giá trị của bản thân bạn. Ở đây có free yourself, nghĩa là bản thân bạn, bạn phải nhận ra được giá trị của bản thân mình ấy. Nhưng mà bạn lại chưa làm được cái điều đấy. Có thể là bạn hy sinh cho người kia quá nhiều và có thể là một người khác, một người từ trong quá khứ sẽ quay trở lại cuộc sống của bạn và giữa hai người đang có một cái sự tương tác nào đó. Có thể là giữa bạn với họ không tương tác với nhau thường xuyên nhưng mà giữa hai bạn có một cái mối liên hệ nào đó về tinh thần và các bạn cảm thấy khá là hợp nhau. Đối phương kia ấy, tức là cái người kia ở trong quá khứ của bạn ấy, họ là một người họ cũng nghĩ về bạn nhưng mà tại vì cái khoảng thời gian gần đây ấy, họ chờ đợi bạn quá lâu ấy nên là họ đang có những động thái khác. Kiểu thực tế hơn cho cuộc sống của họ. Mình thấy là các bạn đang cảm thấy rằng là cái cuộc sống của các bạn trong khoảng thời gian này các bạn đang cần chuyển hóa nó rất là mạnh mẽ và các bạn nên 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 buông bỏ những điều không còn xứng đáng ở trong cuộc sống của các bạn ra nữa. Một điều nữa đó là các bạn cũng nên quan tâm đến những người mà nghĩ về các bạn, quan tâm các bạn bởi vì thực ra họ không có ý định xấu hay là họ không có những cái sự cố ý làm tổn thương bạn. Chỉ có là cái hoàn cảnh khách quan làm cho hai người không đến được với nhau mà thôi. Tuy nhiên thì ở đây mình cảm thấy rằng là bạn đang hơi cứng nhắc trong cái việc giải quyết cái vấn đề này. Có thể là bạn cảm thấy rằng là bạn muốn buông bỏ và bạn đang muốn phũ cái người đó ấy. Nhưng mà thực ra thì mình nghĩ rằng là bạn không nên làm như thế. Tại vì rồi cái trong tương lai thì hai bạn sẽ còn cái sự tương tác nữa. Bạn sẽ không thể quên được người này và họ cũng thế. Lời khuyên cho tụi bài này là bạn nên cẩn thận và để ý nhiều hơn đến cảm xúc của họ. Hãy dành cái thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn. Hãy dành thời gian để trở về với bản thể của chính mình. Ở đây mình thấy các bạn có a level up. Hãy thể hiện cái
cái sự yếu đuối của bản thân. Không phải lúc nào mình mạnh mẽ cũng là tốt. Có thể bạn thể hiện cái điều đấy ra thì cũng không có vấn đề gì cả. Nó sẽ là một cái cách để cho bạn có thể cân bằng lại tất cả mọi thứ trong cuộc sống của bạn, những cái vấn đề nó xảy ra trong cuộc sống của bạn. Và những cái điều mà nó không xứng đáng với bạn ấy, nó không phải là dành cho bạn ấy, thì sớm hay muộn nó cũng sẽ rời bỏ cái cuộc sống của bạn mà thôi. Và cái khoảng thời gian này thì các bạn cung Thiên Bình đang cần học được rất là nhiều những cái bài học của linh hồn. Các bạn đang trong quá trình chuyển hóa tâm thức khá là mạnh mẽ. Vì thế nên mình rất là mong tất cả các bạn cung Thiên Bình hãy tỉnh táo để có thể đón nhận được những cái thông điệp, những cái nguồn năng lượng tích cực từ vũ trụ gửi cho các bạn. Những cái bài học của Thiên Bình nó nhiều hơn những bài học của những cung hoàng đạo khác rất là nhiều. Có thể là các bạn là những người rất là tỉnh thức nhưng mà các bạn lại vẫn chưa tìm ra được cái hướng đi đúng ấy. Và mình rất là mong các bạn tìm ra được cái hướng đi đúng. Bởi vì chúng ta ai cũng cần có những bài học và chúng ta phải học. Nhưng mà cái mức độ tiến bộ và cái mức độ chúng ta áp dụng nó vào cái thực tế, vào cái cuộc sống của chúng ta như thế nào thì nó lại phụ thuộc vào cái nhận thức của chúng ta. Ai là cái người hoàn thành được cái bài kiểm tra của vũ trụ trước, ai là cái người mà tỉnh thức sớm hơn thì tất nhiên là người đấy sẽ đến đích nhanh hơn. Còn không thì những người ở lại đằng sau thì họ sẽ vẫn mãi ở lại đằng sau và họ phải học đi học lại một cái bài học ấy. Thì mình cũng rất là mong là các bạn cung Thiên Bình, các bạn đã sẵn là những người đã thức tỉnh rồi, thì các bạn hãy cố gắng nhiều hơn trên hành trình của mình. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau.